Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Em gái chờ chẽn phim cô gái nhà người ta, bạn trai trực tiếp xem tôi đóng cảnh nóng. Việt Hoa trong vai đào phim cô gái nhà người ta tiết lộ cảm giác bạn trai đứng xem mình diễn cảnh nóng với người khác khiến tôi càng thêm ngại. Bộ phim cô gái nhà người ta đang dần bước vào giai đoạn cao trào với những mối mâu thuẫn về kinh tế, về tình cảm ngày càng sâu sắc. Cá tính của các nhân vật như Khoa, Đình Tú, Cường, Trọng Nân, Đào, Việt Hoa, Uyên trong vai Phương Oanh cũng dần được lộ rõ. Những tập gần đây, khán giả đặc biệt chú ý tới nhân vật Đào, cô gái bị bố đẻ từ mặt vì chọn nghề cắt tóc gội đầu và công khai hư hỏng. Đào không chỉ sẵn sàng vì tiền mà gài bẫy Khoa để tình cảm của chị gái mình bị rạn nứt. Cô còn lên giường với người sắp trở thành anh rể của mình. Nóng mắt trước tính cách của Đào, nhiều khán giả gọi nhân vật này là cô em gái trời đánh, em gái chơi chẽn nhất màn ảnh Việt. Thủ vai Đào là nữ diễn viên Việt Hoa, một gương mặt khá mới mẻ với khán giả truyền hình Việt. Việt Hoa hiện đang là diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội. Chia sẻ về vai Đào, Việt Hoa cho biết đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của cô. Tôi là diễn viên kịch và thường xuyên xuất hiện với các vai diễn hiền lành thuộc típ Đào Thương. Tôi từng tham gia vai Usin trong sitcom Những Thiên Thần Nhà S6 do chú Trịnh Lê Phong làm đạo diễn. Cô Usin này có tính cách hơi ngang ngược, sắc sảo nên có lẽ chú đạo diễn thấy tôi hợp vai Đào và gọi tôi tham gia luôn. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao khi lên màn ảnh nhỏ tôi lại được giao những vai khác biệt hoàn toàn với tính cách của tôi ngoài đời như vậy. Với vai Đào, tôi phải gồng khá nhiều vì tính cách của tôi trái ngược hoàn toàn với Đào. Ngay cả cách ăn mặc của tôi và Đào cũng không có điểm chung nào cả. Tôi thì khá là kín đáo, stylish, ăn mặc có chút nữ tính và thanh lịch. Còn Đào thì hở hang, táo bạo hơn rất nhiều. Để hóa thân thành Đào, tôi đã phải mua rất nhiều quần áo mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mặc đến. Người thân và hàng xóm khi xem phim này thấy Đào đều tỏ ra ngạc nhiên và bảo khi lên hình sao tôi có thể đánh đá táo bạo và trang điểm đậm như thế. Mọi người rất ngạc nhiên vì tôi có thể đánh đá táo bạo. Bỗng nhiên phải vào vai một cô gái sắc sảo táo bạo khiến Việt Hoa gặp phải không ít tình huống giờ khóc giờ cười khi quay phim. Vì Đào thường xuyên mặc váy ngắn, áo hai dây khá hở hang nên mỗi khi phải ngồi để quay tôi cảm thấy rất bối rối và liên tục phải cân chỉnh váy để không bị hở hình. Nhưng khổ nhất là thời gian quay phim có 3 hôm là thời tiết vô cùng lạnh, lại còn mưa nữa, nhưng tôi vẫn phải mặc váy ngắn và áo hai dây để quay. Trên phim Đào nhìn rất gợi cảm thoải mái nhưng lúc quay thì tôi vừa diễn vừa phải gồng lên để đừng run vì quá lạnh. Những cảnh quay thể hiện rõ sự táo bạo toan tính của Đào là cảnh Đào úp sọt Khoa hoặc những cảnh nóng giữa Đào và Cường. Trên màn ảnh khán giả có thể thấy Việt Hoa thể hiện sự nả lơi táo bạo rất luột, nhưng thực tế đây lại là những cảnh quay khiến nữ diễn viên vô cùng bối rối. Đào có khá nhiều cảnh thân mật với các nhân vật Khoa, Đình Tú và Cường trong vai Trọng Nân. Thú thực trên màn hình khán giả thấy Đào chủ động dứt khoát nhưng thực tế tôi vừa diễn vừa ngại. Một điều thú vị là khi quay những cảnh đó bạn trai tôi cũng có mặt tại hiện trường và cũng chăm chú xem tôi diễn. Anh ấy là diễn viên nhưng cũng hiểu công việc của tôi và không có thái độ hay trêu đùa gì cả, nhưng cảm giác bạn trai đứng xem mình diễn cảnh nóng với người khác khiến tôi càng thêm ngại. Lúc tôi và các bạn diễn tập với nhau chúng tôi đều bối rối, nhưng khi máy quay chạy tôi xác định phải hết mình vì nhân vật, tránh việc phải quay đi quay lại nhiều lần nên thường những cảnh nóng tôi chỉ phải quay vài đúp là xong. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.